Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel YouTube Giai điệu miền quê. Hôm nay mình sẽ làm video clip nói về một số bài tập vai. Vai mình hơi nhỏ nên mình có lên mạng và tìm hiểu một số bài tập vai. Mình mới tập hơn một tháng nay thôi nhưng mà mình cảm thấy nó tác động vô cơ vai mình rất là đáng kể. Nên mình làm video clip này để chia sẻ kinh nghiệm cũng như là những bài tập này cho các bạn biết và tham khảo. Thôi chúng ta hãy bước vào những bài tập này nhé. Trước khi bước vào những bài tập vai, chúng ta hãy khởi động bằng 10 cái đất thường và 10 vô đô vết sắt. Tiếp theo chính là động tác Podo Push Up, giống như tư thế chuẩn bị, giống như tư thế cố đất. Đồng thời, đẩy người phía trước. Tư thế chuẩn bị, hai tay chống xuống đất giống như tư thế của đất, và một chân trước một chân sau, và nhún bật người, bật hai chân lên, làm liên tục 10 lần. Theo ta đến sẽ thực hiện 10 lần handstand push up. Đối với động tác handstand push up, tất cả trọng lượng của cơ thể các bạn sẽ dồn vào tay và vai của các bạn có thể thực hiện từ 6 đến 10 lần. Thôi chúng ta đến bài của quân quốc. Tư thế chuẩn bị giống như tư thế của đất, hai tay trong phía đất, chân trước chân sau, đồng thời chân một chân lên tường và tiếp tục cho còn lại, hai tay đẩy về phía sau, đồng thời hai chân bỏ lên tường, đi trên tường. Bài quần quốc này sẽ tác động vô vai của các bạn rất là nhiều. Còn chúng ta sẽ đến bài tiếp theo. Chúng ta sẽ thực hiện hai lần quần quốc và 10 đất. Mỗi lần quần quốc các bạn thực hiện 10 lần đất. Thôi chúng ta bắt đầu nhé. Tư thế chuẩn bị giống như tư thế của quần quốc.
Nếu bài tiếp theo ta sẽ thực hiện 10 lần 5 set up. Giống như vị thế của X-Pi những chữ là trường hai tay trước. Các bạn cố gắng giữ lâu nhất có thể. Thế là xong chuỗi bài tập của mình. Các bạn có thể thực hiện chuỗi bài tập của mình từ 3 đến 5 lần để đạt được hiệu quả tốt nhất. Nếu các bạn thấy video hữu ích, chỉ cần để lại một like thôi. Còn các bạn muốn là những người biết được video mới nhất từ mình, các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Mình sẽ dừng video của mình tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip kế tiếp.